Xin chào anh em. Thì mình đang sử dụng cái webcam từ MacBook Air M1. Những cái webcam được tích hợp như thế này thường có cái chất lượng không cao lắm. Chúng ta sẽ có hơi noi một chút xíu và cái phần trán của mình hơi bị cháy ở đây. Thì trong cái bài viết này, mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng những cái camera từ nhà Nikon làm webcam để có được cái chất lượng cao như thế này. Ok, cùng vào video thôi. Các máy ảnh của Nikon sẽ có thể sử dụng một cái phần mềm tên là Nikon Webcam Utility để làm một cái giao thức với lại máy tính và sử dụng nó như một cái camera. Anh em có thể sử dụng học online cũng như là họp và livestream để có cái chất lượng cao từ một cái chiếc máy ảnh. Thì cái việc sử dụng một cái chiếc máy ảnh làm webcam cũng đã rất là phổ biến, và những cái máy ảnh gần đây họ thường trang bị cái tính năng tích hợp sẵn ở trong chiếc máy ảnh đó, có thể làm trực tiếp webcam ở trên máy tính. Một cái lưu ý là không phải tất cả những cái máy của Nikon sẽ được hỗ trợ cái tính năng này. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến là tất cả những cái máy dòng Nikon Z là sẽ đều được hỗ trợ, và một số cái máy ảnh DSLR khác của Nikon mình có để chi tiết những cái máy ảnh nào được hỗ trợ ở trong cái bài viết, anh em có thể tham khảo thêm. Để sử dụng cái tính năng này thì đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm tên là Nikon Webcam Utility mình vừa có đề cập tới. Ở cái link tải mình sẽ để ở trong bài viết. Đây là cái giao diện mà giới thiệu về cái phần mềm này. Đó, còn đây là cái link tải về anh em có thể sử dụng trên nền tảng cả web và Windows. Đó. Thì sau khi cài đặt xong, nó sẽ không có hiện ra một cái phần mềm hay là một cái giao thức nào hết. Anh em có thể check là thành công hay chưa bằng cách là vào trực tiếp cái nền tảng giống như là Zoom hay là Google Meet để mà kiểm tra. Thì mình sẽ thử mở Zoom lên xem là nó đã có nhận cái camera ZFC mình để trên bàn hay chưa nha. Để kiểm tra ở trên phần mềm Zoom, mình sẽ vào phần cài đặt, đi đến video. Rồi, chúng ta sẽ có thể chọn được cái camera nào. Ở đây mình đang chọn cái sẵn luôn cái Nikon Webcam Utility đây. Đó, nếu mình chọn về FaceTime HD camera thì đây là cái camera mặc định ở trên cái MacBook của mình. Đó, thì công việc của anh em chỉ là chọn vào cái camera cần sử dụng mà thôi. Đó, đây là cái hình ảnh từ cái Nikon. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì tất cả những cái nền tảng mình thường sử dụng như là Zoom, Google Meet, StreamYard cũng như là Messenger đều sẽ có một cái khu vực cài đặt chọn lựa những cái webcam khác nhau. Thì anh em cứ việc vào trong cái phần đó và chọn đúng cái tùy chọn là Nikon Webcam Utility là có thể sử dụng được. Theo như mình có thử nghiệm thì cái tính năng này hoạt động rất là tốt trên rất là nhiều nền tảng khác nhau. Những cái cơ bản như là Zoom.us, Google Meet và StreamYard thì mình thấy nó hoạt động cực kỳ là hoàn hảo. Mình đã test rồi và admin của Hiệp cũng đã từng sử dụng rồi. Những cái nền tảng khác giống như là Messenger, thường thì anh em không có họp ở trên đây nhưng mà anh em vẫn có thể sử dụng nó để mà video call với lại người khác cũng rất là tốt. Có một cái là FaceTime mình đã có thử và kiểm tra các thứ thì mình vẫn chưa có xài được. Mình sẽ tìm hiểu thêm và khi nào có những cập nhật mới thì mình sẽ để ở trong phần bài viết ha. Thì hầu như tất cả những cái máy ảnh được ra mắt ở thời gian gần đây đều có trang bị cái tính năng sử dụng làm webcam như thế này. Và cái việc sử dụng một cái chiếc máy ảnh làm webcam nó mang lại rất là nhiều lợi ích khác nhau. Anh em sẽ có cái chất lượng hình ảnh cao hơn, ở cái background mờ hơn, màu sắc cũng như là màu da này kia nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm một cái series để hướng dẫn anh em sử dụng chiếc máy ảnh anh em đang có làm webcam với cái hãng thông dụng, ví dụ như là Canon nè, Nikon là bài này, và Fuji, Sony các thứ. Ok, bài viết tới đây hết rồi. Ok, cảm ơn và xin chào anh em.